cờ nha mọi người nha. Đây, nó bị hôm qua thợ nó đóng, nó không biết đóng thì nó bị rớt hai cái đuôi cờ rồi. Con này con chim trống ha, lông trên đầu nó có nè. Rồi, con này em sẽ bán giá 200.000 ha. Rồi, hôm nay rất là yên tĩnh ha. Sáng ra cái nhà kế bên nó đổ bê tông, nó rất là ồn cho nên là không có ra chim được. Tại vì các cái máy nổ để người ta kéo bê tông người ta đổ nó rất là ồn ha. Và hôm nay em cũng nhận chim trễ nữa, bây giờ nó cũng là 10 giờ mấy 11 giờ gì rồi. Thì hôm nay em về được một cái thùng chích cà lửa và một thùng chà mèo ha. Bây giờ em sẽ ra chà mèo trước, rồi em coi nếu mà nó dư học thì em sẽ ra chích cà lửa em vô học cho các anh xem. Thì chích cà lửa giá nó cũng rất là rẻ ha. Bữa nay nó chỉ có 250.000 thôi. Chích cà lửa hoàn toàn là chim mép hết, thì đuôi đâu đó nó khoảng chừng 17 đổ lại ha. Rồi bây giờ em sẽ tranh thủ em ra chà mèo trước ha mấy anh ha. Chà mèo bữa nay nó rất đẹp, nghe nói bữa nay cũng rất là đẹp ha. Để em xem. Đây bé này mặt quỷ nha, bé đầu tiên luôn. Đây mỏng lân hầu bò. Đây các anh nhìn ha, nhìn nó nói chung là nhìn nó rất là ngầu ha. Đây để quay cái mặt nó qua đó, cầm trên tay là thấy hầu bò rồi ha, mỏng lân đó. Con này con đầu tiên, đuôi móng mắt mỏ đầy đủ hết, không thiếu cọng nào ha. Đây con đầu tiên số 1 nha mọi người đó. Rồi cái con em sẽ ra từng chim và em sẽ quay cận cận cho các anh xem luôn ha. Rồi bé đầu tiên lân bò mặt quỷ rất là dữ ha. Đó, mỏng cao chót vót luôn ha mấy anh ha. Đó thì cái giá chim chà mèo hôm nay là 700.000 một con, chim rất là đẹp luôn ha. Đó mặt rất là dữ. Đó, bé này là bé thứ hai. Ok bé thứ hai ha. Đó các anh thấy ở trên cái hộp em có dán số ở trên này. Đây lên mỏng liền ha mấy anh ha. Bé thứ hai nha. Ô, bữa nay toàn mồng lanh không. Bé này cũng mồng lanh nè. Bé này là bé thứ ba. Để em ra học ha. Mắt rất là đẹp ha. Sẵn tiện quay cận cảnh cho các anh xem thì em nghe điện thoại chút xíu. Alo. Đúng rồi. Có. 700. Đúng rồi. Đắc nông. 17 con đang ra chim. Chim mới. Hôm nay đang ra chim, chưa có đăng lên. .440-13 đường thống nhất. Được. Cái bé này là bé thứ tư nha mọi người. Đang nghe điện thoại khách gọi hỏi mua chà mèo. Đây cái bé này thì cũng đá lên rồi. Cũng đá lên nhẹ lên rồi nha mấy người. Đây, đang cầm trên tay cũng đá lên. Mỏng rất là cao ha.
Đây bé thứ tư nè. Đó. Đó, lên mồng liền ha, bé thứ tư. Rồi, tiếp tục. Bốn bé rồi. Rất là ngầu ha. Ôi, bé này là bé thứ 5. Đó, em ra từng con và em sẽ quay cận cảnh từng bé luôn. Ui, cái bé thứ 5 này mới vô là dữ à, có thái độ à. Bé thứ 5 là có thái độ tốt rồi nha mọi người. Đó, 5 bé rồi. Đó, bé thứ 5 đang quét á. Bé này dữ vậy. Đấy, lành rồi. Đây. Bé này là bé thứ 6 nha. Đây, móng biết đầy đủ hết nha mọi người. Đây, bé thứ 6. Rồi. Bé thứ 6 ra học tòa đá lanh lên liền nha mọi người. Đây là bé thứ 7. Ô, bé thứ 6 rồi, bé thứ 5 là dữ rồi. Bữa nay toàn là lân tê thôi mọi người ơi. Rồi, bé thứ 7 ha, bé thứ 7 thì nó chưa có dám lên mồng. Chắc cái con bé thứ 5 này nó dữ quá, nó ché ché nhiều quá, nó sợ. Bé này nhỏ xíu con à, giống như mái. Bé này giống mái quá. Chắc bé này không cần quay, bé thứ 8 không cần quay. Rồi nói chứ cũng phải quay cho mấy anh xem ha, bé thứ 8. Nói chung là nó bé thứ 7 bữa nay nó lên mồng rồi nè. Bây giờ lên mồng rồi nè, đó, tỉnh chim lên mồng rồi nè. Rồi bé thứ 8 cũng vậy lên mồng luôn nè. Đó, lên mồng liền ha. Rồi bé thứ 5 này quá dữ luôn nè. Bé thứ 5, thứ 6 là mồng rất là đẹp ha. Nói chung là từ 1 tới 6 rất là đẹp nha. 7, 8 thì em không có ưng lắm. Wow, bé này mồng rất là dài nè. Bé thứ 9, mồng rất là dài, mỏ mỏng, mắt méo. Móng đầy đủ, chim rất là sạch ha. À, bé thứ 9. Rồi, cho bé thứ 9 vô đây. À, bé thứ 9 ha. Rồi, bé thứ 9 là có thái độ tốt nhé. Đó. Mồng rất là cao. Rồi, số 8 lên mồng rồi nè.
số 8, số 7 lên mỏng hết rồi nha mọi người. Ồ, bữa nay về lô 10 bé này rất là đẹp nha. Còn bé thứ 10 thôi, để em xem có gì đặc biệt không, có gì đặc sắc không. Thường thường mấy cái con cuối cùng nó hay có cái gì đó đặc biệt lắm. Nói chung là bắt rất là hên xui, nhưng mà không biết, không hiểu vì sao là những cái con cuối cùng nó hay có những cái điều gì đó nó khác với mấy cái con kia. Con thứ 10 là lúc nào nó cũng khó bắt đó, tại vì còn có một mình nó mà cái thùng thì rất là to, nó cứ bậy nhảy trong này nè. Đấy, tóm được rồi. Đấy, quét trên tay ha, chưa chi đã quét như tay rồi. Đây, bé thứ 10 đây, mới chụp được bé, nó không biết là nó quét sợ hay là nó quét nó sung. Đây, giữ rất giữ ha. Đấy, đó, cái này chắc nó sợ nó kêu. Đây, bé thứ 10 ha, đó rồi, lên mỏng liền ha, bé thứ 10 lên mỏng liền, hơi nhát thôi. Rồi, ok, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo. À quên nữa, em còn ra cái thùng chích cho lửa nữa, em quên mất, sorry mọi người nha. Rồi, để em tiếp tục em ra chích cho lửa. Đây là cái clip tiếp theo, thì như các anh cũng thấy rồi, hồi sáng em quay chích cho lửa. Ấy lộn, xin lỗi mọi người, dạo này em hay, nói chung là thiếu máu não hay sao, hay quên ha. Đó, thì hồi sáng em ra cái gì ta, chào màu, à quên chào màu ha. Nó mười mấy con vậy, mười con, vừa chào màu. Thì bây giờ em ra cái thùng chích trời lửa, giống như cái clip hồi nãy em có nói với mấy anh ha, chim này người ta gửi cho em này, ngày 22 tháng 11 nè, 18:14 nè. Đó, đây ở đây nó có ghi nè, 18:14 nè. Rồi, ok, bây giờ em sẽ ra chim. Không biết là cái thùng chim này em có nên đo đuôi hay không, nhưng mà do là ngày hôm qua thợ có nói với em là hoàn toàn chim lửa mép thì đuôi ngắn không à. Đó, thì hôm nay em sẽ bán giá chim lửa mép này là 240.000 một bé chích cho lửa mép ha, hoàn toàn chim mép hết. Ok, nói có sách mắt có trứng, bây giờ em sẽ ra chim. Và chim này thì giá 240 thì em sẽ không có đo đuôi nha mọi người nhé, tại vì đuôi nó ngắn quá, mình cũng không có đo mất thời gian. Đó, đây số điện thoại của em nha. Ok, chích cho lửa thì giá nó chỉ 240 thôi nha mọi người nhé. Và em sẽ lấy cái kéo, tại vì thường là chích cho lửa thì người ta sẽ hay chói cánh lại để cho nó không có tung chạy nhảy ha. Ôi, hôm nay rất là nắng ha, để em xem đồng hồ bây giờ là mấy giờ rồi. À, bây giờ là 11 giờ rồi. Đó. Đó, đêm qua người ta gửi cho em là ngày 22 thì hôm nay là ngày 23 ha, 11 giờ trưa rồi. Hôm nay rất là trễ, hôm nay nhận chim. Hôm nay nhận chim và ra chim rất là trễ, hơi lạ người, hơi lạ. Okay. Ui trời ơi, bé này sao cái mí nó đỏ. Đây. Đó, lửa mép nha mọi người. Lửa mép còn rất là vàng luôn nè. Chim này theo em nghĩ thì chắc lông đuôi nó chưa có thay à. Đó, chim móng miết đầy đủ hết ha. Em bao cho các anh là mắt, mũi, móng miết đầy đủ hết, đuôi đủ luôn. Đó, thì cái giá chim này chỉ có 240 thôi. Ok, đó, em sẽ mấy bữa quay clip mà không có tiền mua kéo thì cũng có nhiều anh góp ý là kêu mua cái kìm bấm móng tay. Em bữa nay là nói chung là hết tiền rồi, bữa nay nghèo rồi, không có tiền để mua cái kìm để cắt móng tay, cắt dây cho nó nhìn nó chuyên nghiệp ha, chơi cái kéo chà bá giống như trời sao nó nhảy dữ vậy không biết. Đấy, bé này rất xin tặc ha, bắt ra là tập. Đây. Đó,
đuôi đầy đủ ha. Okay. Mình cắt cái dây rút cái này. Đó, cái giá rất là bình dân nha mọi người, chỉ 240.000 một bé chích cho lửa trống. Và chim này là mới 7 từ rừng về, chưa qua cám. Thì cái cách nuôi chích cho lửa này nó rất là dễ ha. Các anh có thể sử dụng cám của ông Thành. Đó, tập cho nó ăn thôi. Tập cho nó ăn cám rồi nó ăn sâu, ăn cào cào ha. Anh chứng kiến luôn. Đấy, cái viền mắt còn rất là đỏ ha. Hoàn toàn là chim mép hết. Ôi trời, sao cái kéo không cắt được. Không biết có ai tài trợ cho em cái kìm cắt móng tay không. Đó, bé thứ hai ha, bé thứ hai mới nói ha, thả vô học là đứng tập rất là dữ ha. Rồi, ba bé rồi. Ôi, cái bé này. Ủa, cái bé này đuôi tôm nè, có vẻ hơi dài ha. Để em đo đuôi bé này thử coi. Mà theo em nghĩ chắc cũng cỡ 16 thôi. Cỡ 16 hay là 16 năm gì đó thôi. Thôi, mất công. Mất công đo mất thời gian ha. Tranh thủ ra luôn ha. Mũi thông ha, mũi rất là thông. Viền mắt còn rất là đỏ. Đó các anh phân biệt con chim mép nó rất là dễ ha. Thứ nhất là mép vàng, cái thứ hai nữa là cái viền mắt nó còn đỏ, chứng tỏ nó là con chim mép. Còn những cái con nào mà cái viền mắt nó đen thui lui rồi á, nó thâm đen lại rồi, tức là nó già rồi, là nó là chim bội. Đó thì cái giá hôm nay nó chỉ có 240.000 thôi. Hôm nay nha mọi người. Ủa, bé này đuôi lụa. Các anh nhìn ha. Nãy giờ em ra 5 số con rồi. Đó, cái viền mắt nó còn rất là đỏ ha. Nãy giờ mấy con rồi? 1 2 3 4 con rồi. Ủa, hôm nay là chim dáng xẻ không à. Ủa, bé này không có cột chơi hết. Ôi. 1 2 3 4 5 bé rồi ha mọi người. Ủa, bé này thứ 6. Ủa, bé này cũng không cột dây luôn. Đây, lông đuôi còn cũ rồi, chưa có thay lông rồi. Bản đuôi rất đẹp ha, không bị xò le. Đó, giá rất là bình dân luôn, chỉ có 240 thôi. Thắng lên rồi mọi người ơi. Mí còn đỏ lòm. Đấy, hoàn toàn chim mép hết, đúng rồi. À, chim này quên nữa, chim này hoàn toàn là chim ở Đắk Nông nha mọi người nha. Một hai ba bốn sáu bảy bé rồi, họ báo là 10 bé hay là sao á, 10 hay 11 gì đây, mà nãy giờ là 7 rồi. Ô, bé này đuôi dài nè. Ồ, bé này mặt rất là ngầu ha. Nó bị chói nắng. Đấy, chim mép nha mọi người nha. Móng đầy đủ hết. Okay. Ồ, xúc dây đỡ phải cắt. Tám rồi. Ủa, bé này bạn đuôi to nè. Đây, hoàn toàn chim mép hết nè. Ây dạ. Đây, mép đằng kè nè. Giá phải nói là rất là bình dân nha. Chân móng mỏ đầy đủ hết ha. 2 3 4 5 9 đúng 10 con luôn mọi người, đúng 10 con luôn nha. Đúng 10 bé.
Ok, vậy là xong rồi ha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở cái video tiếp theo. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở cái video tiếp theo. Ủa, bé ở trong này có một cái bé dán xẻ nè, dán xẻ cổ thắt nè. Đó, thấy không? Rất là đẹp. Rồi, bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.